Cùng em học toán lớp 5 tuần 7, bài 1, viết phân số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Ta có 6 phần 10 sẽ bằng 0,6. Ta sẽ đếm có 10 ô và được tô màu 6 ô. Vậy ta có sẽ có là 6 phần 10. Ta đổi ra số thập phân là 0,6. Tiếp theo 3 phần 10 sẽ bằng 0,3 và 11 phần 100 sẽ bằng 0,11. 63 phần 100 sẽ bằng 0,63. Bài 2, tô màu vào số ô vuông thích hợp sao cho mỗi hình vẽ tương ứng với số thập phân ở bên dưới: 0,3, 0,15, 0,7. Tập tô như sau: 0,3, 0,15, đặt 10 này, thêm 5 nữa, và 0,7. Bài 3, nối mỗi số với cách đọc của số đó theo mẫu: 12,7, 12,7, 0,508, 8,060, 6,29, 12,7. Nối như sau: 12,7 và 6,29, 8,060, 0,508. Bài 4, nối theo mẫu 4 phần 10, ta sẽ nối là 0,4. Tiếp theo ta sẽ có 0,1, 1 phần 10, 0,6, 1 phần 6 phần 10, 0,9, 9 phần 10, 0,8, 8 phần 10. Tiết học của các con đến đây là hết. Hẹn gặp lại các con vào tiết học sau nhé.